vui vầy bên nhau, mà cuộc sống đâu được như ước vọng. Đến lúc phải thay đổi, những đứa trẻ giờ sẽ lớn lên, muốn bước đi chẳng muốn mãi bên cha mẹ. Những cánh tay giờ đã quá mệt, giữ chân sống đành phải cố buông những lòng. Trẻ muốn đi ra phải ở lại, sống với nhau nhẫn nại. Trẻ muốn xa ra phải vất vả, nhưng bên nhau cứ thêm đau đầu. Sống cút đôi giờ hát tay lùi, chuyện cũ mới vui, cứ đôi nhau xảy ra không thôi. Sống cút đôi giờ chiếm gió đông mà vẫn bao dòng, ôi ra mà xảy ra chất chồng. La 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 la, bao nhiêu lâu mới vui bên nhau. La 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 la, bao nhiêu lâu mới thôi âu sầu. Ủa, cái chuyện gì mà tự nhiên là biểu em dẹp quán đi rồi về đây có chuyện gấp là chuyện gì vậy? Về để mà lo chuyện đại sự. Chuyện đại sự? Ừ. Ủa mà chuyện đại sự thường thường là đàn ông mà, phụ nữ em kêu về làm đại sự làm gì? Trời ơi, tôi hỏi bà thằng Tuấn nó có phải là con tôi không? Phải. Ừ. Tôi là ba nó đúng không? Đúng. Tôi là chồng bà đúng không? Đúng. Đó thì bà phải liên quan tới nó chứ. Nhưng mà là chuyện gì? Trời ơi. Ờ thì ủa sao ông hẹn với tôi chiều hôm qua đánh cờ mà tự nhiên sao qua sớm vậy? Ừ thì qua gặp ông có chút chuyện. Chuyện gì? Về cái chuyện mà dựng vợ gả chồng cho thằng Tuấn đó, tới đâu rồi? Trời đất ơi, lo chi cho mệt. Cái chuyện đó thì tự nhiên nó tới, cứ để cho tự nhiên nó đi, lo làm cái gì? Nói cũng đúng, nhưng mà bậc làm cha làm mẹ mà ông cũng phải tham mưu tư vấn cho nó, nồi nào úp chung đó thì cũng tốt hơn, chứ để không mệt lắm à. Trời ơi, tôi biết còn hơn ông nữa, tôi có mối rồi cho nên tôi không phải lo nữa. Quen không? Con gái nuôi của vợ mình thì cũng được coi là biết. Trời ơi, ông biết rõ nó hơn là biết gia đình tôi nữa. Tôi biết gia đình nó luôn. Biết sao không biết? Má nói bác dễ đang tìm vợ cho anh Tuấn. Vậy thì để mình nghe thử. Kiểu này chắc là không phải nghe lén đâu hen. Tôi nói cho ông nghe, chuyện của nó đó hả, tôi phải để ý tìm cho nó những người thân quen, hiểu rõ hoàn cảnh hả? Để sau này tụi nó về sống với nhau dễ giải quyết, dễ xử. Đúng rồi. Ừ. Thân quen, hiểu rõ hoàn cảnh. Không có ai hiểu rõ người của bác như là người bên má. Ví dụ như tụi nó thành vợ thành chồng rồi có cái vấn đề gì á, thấy không? Thì mình cũng dễ giải quyết. Đúng rồi. Nè, nói gì nói nha, ông phải tư vấn cho nó, giải thích cho nó hiểu nghe không? Tại vì cái chuyện vợ chồng là cả một đời chứ không phải đơn giản nghe không? Đương nhiên rồi. Ừ. Mấy cái vụ đó là phải tư vấn cho nó kỹ lưỡng chứ, mình đi trước mình có kinh nghiệm mà, hiểu không. Chưa? Sao? Địa chỉ của thằng Tuấn chỗ nó ở trên đó đó. Ờ. Ông biết không, cho tôi xin coi. Được thôi, gì đâu. Địa chỉ của nó là một. Ủa mà sao tự nhiên hỏi địa chỉ con tôi làm chi vậy? Ừ thì nhiều khi rảnh rảnh là lên đó thăm nó, ghé nó chơi cái gì mà. Ồ vậy hả? Ừ. Địa chỉ của nó là số 1. Ủa mà trời ơi, thì muốn ghé thăm nó đợi nó về nhà đây là qua gặp nó dễ ổn gì đâu. Phải gì mới xin địa chỉ nhà nó. Tôi mệt tâm quá à. Tôi xin địa chỉ đó biết chi không? Chị. Để sau này nhiều khi em gặp sự cố nè, hoặc gặp tai nạn gì nè, hoặc là ông bị ung thư nè, thấy không, chuẩn bị liệt sa cổ đời á, tôi liên lạc với Tuấn không được. Tôi mới biết địa chỉ đó, tôi chạy lên tôi báo cho nó để nó kịp về đây nó liệm ông. Hợp lý không? Rảnh lắm. Ừ. Hôm qua đây cố ý mà tôi quẻo thì chết sớm không? Không có, tôi tự nhiên là tự nhiên là nó là tôi bệnh rồi này nọ rồi du hòm nằm rồi liệm rồi này nọ. Bây giờ ông có cho địa chỉ không? Thì thật ra là cái chuyện mà ông giúp tôi giờ, nếu mà có chuyện gì báo cho ông Tuấn là cũng hợp lý thôi. Nhưng mà tự nhiên nói tùm lum tà la giống như là trù tôi chết vậy cho nội. Tôi nói thiệt với ông em vậy. Sao? Tôi với ông là bạn bè mấy chục năm nay rồi. Ông đừng có nghĩ là tôi xin địa chỉ của thằng Tuấn để lết cho nó tôi mượn tiền nó nghe. Tôi không ngờ nha. Bây giờ anh là một người bạn ích kỷ, nhỏ nhoi, không bạn bè với anh hả? Bò 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 bò
hay là cái ngày gì vậy trời? Tự nhiên qua nhà người ta chửi cho người ta đã một tăng luôn rồi cuối cùng đi về là sao? Hả? Ngộ quá bác. Tự nhiên cái bác Uy á quạo ngang xương vậy luôn. Tự nhiên qua nhà người ta ha, ngủ uống nước mà uống nước rất là sự, tự nhiên chửi người ta đã xong cái đi về quạo ngang vậy đó. Mà hỏi địa chỉ là chưa kịp trả lời, ta chưa kịp cho thôi, tự nhiên nhảy vô hồng ta chửi ta. Nhưng mà con thấy bác làm vậy đúng mà. Tại vì địa chỉ nhà của anh Tuấn á là nó thuộc gọi là địa chỉ cá nhân, nó là quyền lợi cá nhân. Mà bác từ chối cho là cũng đúng mà. Thật ra bác cũng có từ chối đâu, bác chỉ hỏi kỹ thôi. Mà tự nhiên chả quạo ngang với bác vậy đó. Chịu nổi đời không? Lạ ha. Bác, con thấy sao trong xóm mình á, sao cứ toàn xảy ra mấy cái chuyện không đâu không à? Thì đó, toàn tào lao gì không á. Mệt ghê luôn, thiệt tình. Thôi, bác. Con thấy nhà cái kiểu này á giống như kiểu như là quan gia của xu gia vậy đó. Cái gì? Cái gì xu gia? Dạ thì có nghĩa là vậy nè, ba má của hai người quen nhau cùng ở trong một xóm. Xong rồi cái kiểu mà cái người mà lợi mà hỏi cái địa chỉ á mà úp úp mở mở giống như kiểu đi bắt gian tại trận vậy đó. Cái gì? Dạ, ý là con nói, con hay coi á, coi trên TV á, là cái kiểu mà hả, giống như của bác Uy hồi nãy giờ á nha, là y như vậy luôn, ở trong phim á, người ta cứ úp úp mở mở vậy á, là giống như đi bắt gian á. Có nghĩa là bây giờ ông kêu tụi mình á, đi bắt gian tụi nó. Đúng rồi. Là ông nghi ngờ hai đứa nó. Quá đúng luôn. Rủ tới là chuyện không phải như mình nghĩ thì sao? Không phải hả? Ờ. Không phải thì mừng, thà bắt lầm hơn chửi bậy. Cái gì? Ủa bắt làm kiểu bậy nó cùng giống nhau à? Bắt làm mới chữ bậy mà. Ủa là sai. Ủa, ý tôi nói là phòng bệnh hơn là chữa bệnh, hiểu không? Mệt thiệt á. Gì? Đứng đây đình á, tôi thấy kỳ quá à. Làm cha làm mẹ ai mà như vậy? Ấy thôi, mình đi về đi. Rồi có gì á, ông hỏi con. Không được. Tôi là tôi nghi lắm rồi ha. Hai cái đứa này chắc chắn phải có cái chuyện gì đó. Tôi phải bắt tại trận để cho tụi nó đừng có chối. Nói nghe nè, ông Đình á mà ông la lớn quá à. Mà ông Đình chuyện gì, ông bắt tại trận chuyện gì? Trời đất ơi, thằng Tuấn đó à, cái thằng này nói miệng nó không được, phải bắt tại trận để nó khỏi chối, hiểu chưa? Ê, hai đứa làm cái gì ở đây vậy hả? Làm cái gì? Ba, con giới thiệu với ba, Châu là người con yêu. Dạ. Trời đất ơi, yêu cái gì mà yêu. Trời đất ơi, con có biết là con gái này đã có một đời chồng rồi. Dạ, một đời chồng thì sao bác? Bây giờ con cũng là gái độc thân, hai đứa con yêu nhau là hợp pháp mà. Dạ đúng. Dù ba có nói gì nữa, con và Châu vẫn yêu nhau, con sẽ cưới Châu. Tụi con có con với nhau rồi. Dạ. Cái gì? Nói lại, có gì? Tụi con có con với nhau rồi. Hai đứa bay. Anh ơi, tụi anh sao con, vậy? Con. Bình tĩnh lại đi anh. Anh sao con, vậy? Con. Hả? Hả? Nè, nè, anh ơi, anh sao vậy? Giờ mình vô trỏng phải không? Ập vô. Thôi thôi, đừng có vô. Vô trỏng sợ lắm. Sợ cái gì? Tội rủi nó thiệt rồi sao? Nếu mà sợ thiệt thì thôi đi về. Chứ bây giờ vô không vô mà về không về là sao? Vô rồi vô lại vô rồi đi. Đứng như sao quăng sao quăng. Thôi hợp cũng chết luôn. Trời ơi, tao đi rình bên trái. Mày la như vậy hả? La cái là sao biết tưởng tụi vậy? Ông đi theo dõi vợ chồng tôi hả? Cái đó không có quan trọng bằng cái chuyện trước mắt này. Tôi vô trong đó mà gặp con gái tôi trong đó nha. Điều đó chứng tỏ là con trai của ông ấy dụ con gái tôi. Ở đâu ra, ở đâu ra? Ủa, tại sao ông nghĩ con trai của tôi là dụ con gái ông mà ông không nghĩ là con gái ông lù quánh con gái tôi? Thôi, ông làm cho con trai của ông là ngây thơ nai tơ lắm nha. Ha, vô trong đó đi nha. Thấy con gái tôi trong đó là chắc chắn một điều là con trai của ông dụ con gái tôi nha. Nghe cho nó cho ông biết. Rồi ông định vô trống với tôi hả? Không có đâu, không có được đâu. Tối ngày mình lo tưởng tượng mà, đứng ngoài này đi. Mệt mỏi. Bây giờ ông vô đúng không? Không vô tôi vô. Ê, không được. Không được vô nghe chưa? Tối ngày suy diễn tầm mỹ tầm hạ rồi nổi. Thôi mệt quá, mệt quá, để tôi vô. Bây giờ, ông chắc chắn làm không vô đúng không? Không vô tôi vô. Ông đứng đây nha, đừng có giữ mặt cho tôi nha. Tôi đứng yên cho ông à. Mấy đứa, ba còn có chuyện muốn nói kìa. Trời ơi. Ba sao mọi người lại ở đây vậy? Dạ.
Không tới đây làm sao mà ba biết con giấu ba cái chuyện này hả? Chuyện này là chuyện gì ba? Chuyện này là chuyện con với. Dạ con chào bác. Chào gì? Ủa bác Uy, mới nãy bác xin địa chỉ nhà thằng Tấn là để bác hoàn tiệc đúng không? Tiệc gì? Dạ, tiệc đón con về sớm mình nè. Dạ. Ông bạn làm gì giật mình dữ vậy? Chưa hoàn hồn nữa hả? Ừ, tôi á nói ông rồi, nghĩ cách đi, chứ không phải lúc nào cũng được may mắn vậy đâu. Với lại tôi cũng không bao giờ tiếp tục làm cái bia đỡ đạn cho ông được nữa. Nghe chưa? Biết rồi, đau, quỷ à. Ông không biết tôi hồi hộp tới cỡ nào đâu. Nếu như tôi không vô tình gặp ba ông á, thì làm sao tôi biết được bác ấy đang đi tìm ông. Ủa, dạ, con chào hai bác. Con. Dạ. Ủa, sáng sớm hai bác đi đâu vậy, uống cà phê phải không? Tình cảm ghê luôn. Ông biểu bác đi tìm Tấn với ông đó. Ủa, tìm không, tôi... không có phải, bác đi công chuyện. Đi công chuyện, bà. Bác đi. Dạ, con chào hai bác. Đi công chuyện gì đâu mà vội vội vàng vàng dữ vậy. Dạ, trời. Làm gì đứng làm bè mình giống dông nhập vậy con? Dạ không có, con đang... Ủa, chú Huy đi đâu đây? Đi uống cà phê luôn hả? Không có. Dạ. Chú sẵn gặp con nè. Dạ. Con biết địa chỉ nhà Tuấn không? Dạ biết, nói với con bạn thân mà. Dạ. Dạ. Nè, con lưu vô số điện thoại giùm cho chú Huy. Dạ. Ủa, nhưng mà chú đi kiếm địa chỉ nhà Tuấn làm chi? Không có cái gì quan trọng hết trơn á. Chú nhờ nó tư vấn giùm cho chú một số chuyện vậy thôi. Dạ. Chứ không có gì đâu con. Dạ. Đây. Dạ, chú đi thẳng đường này nha chú. Đó, rồi. Đúng cái địa chỉ này đúng không? Dạ đúng rồi, đúng rồi. Dạ thôi chú đi nha. Ủa dạ. Sao kỳ vậy ta? Alo, Tuấn hả? Trời đất ơi, ông làm cái gì mà bây giờ người lớn họ tìm tới tận cửa vậy? Hả? Tìm tới cửa gì? Mới nãy tôi mới thấy hai bác, ba má của ông với lại ba của Châu tức tốc đi tìm ông kìa, có chuyện gì vậy? Vậy bây giờ ông cũng qua nhà tôi luôn nha, gấp. Ủa mà có chuyện gì? Alo. Ê, cái gì vậy? Cái thằng này. Rồi bây giờ làm sao đây? Ủa? Anh Thái. Quậy. Dạ. Vậy cố tin đây rồi. Ủa quậy. Bây giờ em đang rảnh đúng không? Nếu vậy á, đi với anh qua nhà con Tuấn, có chuyện gấp. Đi qua nhà anh Tuấn hả? Vậy thôi anh đợi xíu đi, em chạy về nhà anh thay bộ đồ, cái em chạy qua anh Tuấn. Không có kịp đâu, chuyện gấp lắm, đi liền với anh. Nhưng mà không được, đường này mới nãy hai bác đi rồi. Đi đường tắt lẹ hơn ha. Đi lẹ. Em bây giờ. Đó. Nếu không như vậy á là chuyện của ông với Châu bại lộ là cái chắc. Thiệt ra tôi cũng muốn công khai lắm chứ bộ, chứ ai muốn giấu giếm hoài đâu. Vậy thì làm gì đi chứ. Khó một cái là Châu chưa sẵn sàng. Trời đất ơi, cứ chưa sẵn sàng hoài. Tình yêu thời đại bây giờ chứ đâu phải như hồi xưa nữa đâu mà cấm cản. Tôi mệt ông quá. Con thề với hai bác luôn á, là cái tiệc đó là anh Tuấn ảnh làm để chào đón con về sớm thiệt. Dạ đúng rồi ba má, con cũng được mời vô tiệc đó mà. Tại vì con sẵn con đi làm về sớm ấy, cái con ghé qua luôn. Vậy đó hả? Dạ. Ê cha, mình ở đây lâu rồi ha, mà mình không có biết là thằng Tuấn nó lại thích tiệc tùng hội họp vậy. Mà làm tiệc mời sao mời mấy người lớn ha. Dạ, mà sao lúc đó tự nhiên ba chạy qua nhà anh Tuấn vậy? Tại ba đọc báo á, ba thấy bắt cóc nhiều quá. Rồi cái má bay nè, điện thoại không được. Cái ba đâm ra ba lo, ba mới đi tìm. Dạ. Vậy là bác nghĩ là anh Tuấn bắt cóc chị Châu hả? Không có, bác gặp Tuấn á, có một chút chuyện, nhờ nó tư vấn chuyện của bác mà. Nè, chuyện gì mà ông nhờ anh Tuấn tư vấn? Rồi ông gây ra chuyện gì đúng không? Ông nói tôi nghe cái chuyện gì. Chuyện gì đâu bà ơi, bà nghĩ
73 cũng mà. Ôi xa, ngứa tay quá thì vô lấy thuốc sức coi. Đừng đừng đánh ông lãng nè, ông đứng lại. Ông Quý, ông đứng lại chưa? Nè, chắc là có chuyện gì mờ ái cho nên ông là bộ ông đánh ông lãng này. Chuyện gì ông nói tôi nghe. Chuyện gì mà ông nhờ thằng Tuấn tư vấn cho ông? Ông gây ra chuyện gì đúng không? Có mà. Đứng lại. Chị. Công nhận á, anh Tuấn anh dễ thương thiệt ha. Em suy nghĩ nha, ai á mà làm vợ của anh chắc hạnh phúc lắm luôn á. Mà chị, tự nhiên cái anh Tuấn á, anh tạo cho em một sự bất ngờ ghê luôn. Tự nhiên làm cái tiệc chào mừng em về với sớm mình, làm em bất ngờ lắm lắm luôn á. Thì có gì đâu, anh Tuấn anh dễ thương mà. Thì chắc ảnh tính kết nối mấy người trẻ sớm này lại với nhau thôi. Thì đó, sẵn tự nhiên cái có thêm người lớn bất ngờ tới nữa thì bất ngờ này nối tiếp bất ngờ kia. Không đâu, em nghĩ không phải là bất ngờ đâu. Người lớn mà đi tới đó, chắc em nghĩ là mọi người đang nghĩ gì đó. Nghĩ gì? Thì là đang nghĩ chị với anh Tuấn quen nhau. Làm gì? Không có, không có đâu. Thì cái này là em chỉ là đoán vậy thôi. Tại tự nhiên người lớn xuất hiện ở đó thì á, giống như kiểu như là đang nghi ngờ chị với anh Tuấn quen nhau thôi. Nhưng mà không có đâu ha. Tại vì á, nếu như mà hai người mà quen nhau á, thì phải quen nhau từ hồi nhỏ rồi. Tại vì hai người lớn lên với nhau từ nhỏ mà, đúng không? Thì đó, làm gì có chuyện đó được. Vậy là em còn có cơ hội phải không chị? Vậy là mai mốt em với lại má em sẽ về làm dâu chung một nhà. Ăn đi. Ngân. Cái gì vậy? Tôi mà không kêu ông Ngân làm rót tràn cái ly luôn đó. Sao bà biết hay gì ta? Biết là tại vì cái tay ông rót, nhưng mà cái đầu ông lại suy nghĩ chuyện thằng Tuấn, đúng không? Không ai biết không? Nè. Mà tôi nói bà nghe. Mà đã rõ ràng rồi. Nói bà nghe. Đó đó đó, thấy chưa? Cả cái chuyện đó đã rõ ràng rồi, xong xuôi hết rồi, mà tại sao cứ lẩn quẩn ông suy nghĩ hoài vậy? Tôi hỏi bà nè, những cái thông tin nó trùng hợp như vậy làm sao mà tôi không suy nghĩ? Trời ơi. Đúng không? Thiệt là mệt á. Nghĩ chi không biết nữa. Bởi vậy hả, thằng Tuấn á, nhiều cái nó muốn chia sẻ tâm sự á, mà nó không có dám tâm sự chia sẻ với ông á. Tôi hỏi bà này, cái chuyện mà con Huệ vậy tự nhiên nó làm tiệc cái đãi Huệ là để làm cái gì? Phải nghi chứ. Nè, cái chuyện nó đơn giản quá mà ông. Là bởi vì tôi hay tâm sự cho thằng Tuấn nghe về chuyện của con Huệ. Bây giờ là thằng Tuấn là đứa tinh ý, nó muốn tổ chức cái tiệc cái chào đón con Huệ về để làm chi, để làm vui lòng tôi, phải không? Bây giờ cái chuyện này mới quan trọng nè. Ông nghĩ sao về con Huệ? Nghĩ sao là nghĩ sao? Ủa, ông ngộ ha. Có những chuyện á hả, ông suy nghĩ rất là nhanh, ông suy nghĩ rất là lẹ, thậm chí ông nói nhanh, ông nói lẹ, ông nói ẩu luôn ha. Còn những chuyện cần á thì ông lại suy nghĩ chậm, ông cứ từ 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 mà ông chưa hiểu gì hết, đúng không? Thì tại bà thôi. Bà nói cái gì vòng tôi không hiểu gì hết trơn. Trời, bà động não đi. Bây giờ nè. Động não sao? Huệ. Chưa chồng. Mới chưa chồng. Tuấn. Chưa vợ. Hiểu chưa? Trời ơi, hiểu. Ngon lành. Trời ơi, có gì mà tôi không hiểu ra. Gì đó, được á. Được không? Được ngon lành quá. Tôi cũng nhắm là thấy cũng được rồi đó. Đó, ngon lành. Trời ơi, cảm ơn bạn. Đáng nghe à, ai là người đó không giỡn đâu. Yên tâm. uống miếng trà cho mát ruột đi. Dạ, con chào ba, chào dì luôn. Con. Dạ. Con có gì hả? Má, bác dễ. Chào chung, đi chung. Anh có đói bụng không? Để em vô dọn cơm cho cả nhà mình ăn luôn. Cũng hơi đói rồi, làm phiền em nha. Ăn kìa. Vô chứ. Để Vô dọn cơm. Tăng tốc. Ý là tăng tốc dọn cơm cho tụi con ăn. Gì vậy ta? Bộ từ ngày mà má em á lấy ba anh á, xong cái má em bị vậy luôn hả? Không phải má em không đâu, ba anh cũng vậy mà. Lạ ta. Thôi kệ đi, miễn sao á hai người hạnh phúc là được rồi. Thôi để em vô phụ má em dọn cơm nha. Thank you.
có bận gì không? Tại vì á, bữa nay má luôn nói với em á là gia đình của dì Lây qua đây ăn cơm, nên là nhờ hai đứa mình giúp má ăn tay á. Được mà, anh có bận gì đâu. Vậy anh biết lặt rau không? Biết chứ, mẹ của anh mất sớm á, cho nên á, anh đi phụ ba anh làm. Vậy còn nấu cơm thì sao? Nấu cơm thì nấu căn bản anh biết. Nói chung là nấu để phục vụ bản thân của mình chứ. Vậy là anh cũng hay nấu cơm nhà anh lắm hả? Anh thì ăn cơm tiệm không mà, không có thời gian. Nhưng mà nếu như mà sau này anh có vợ là anh sẽ phải khác đúng không? Sẽ thường xuyên ăn cơm nhà. Tất nhiên là sau khi anh có vợ anh sẽ khác. Anh sẽ ăn cơm vợ của anh nấu mỗi ngày luôn. Hay quá. Mình có biết nấu cơm và có biết nấu rất là ngon. Anh Tuấn. Anh cho em hỏi này nha. Thí dụ như cái người con gái mà sau này anh lấy về làm vợ mà người ta có một cái quá khứ không có tốt đẹp, thì anh có bỏ qua và cho người đó cơ hội không? Ai mà không có quá khứ hay. Nhưng mình sống quan trọng là hiện tại và tương lai. Còn quá khứ để nó ngủ yên đi. Tương lai mới quan trọng. Em sao vậy? Bộ anh nói sai hả? Dạ đâu có đâu. Anh đâu nói sai gì đâu. Chỉ là em đang cảm động về những lời của anh nói thôi à. Thật ra thì em cảm thấy cuộc đời này u ái cho em nhiều lắm. Cho em tìm gặp được một người đàn ông thương em và hiểu em nữa. Đặc biệt là chịu bao dung và bỏ qua những quá khứ của em. Và em cũng hy vọng rằng là tương lai sau này của chúng mình á sẽ thật là hạnh phúc. Đúng. Tương lai của chúng mình rồi sẽ hạnh phúc. Và em cũng hy vọng rằng là tương lai sau này của chúng mình á sẽ thật là hạnh phúc. Đúng. Tương lai của chúng mình rồi sẽ hạnh phúc. Cha. Cái thứ có mới nới cũ, có chăng quên đèn. Hứa thiệt nhiều, thất hứa cũng thiệt nhiều. Giả dối, xấu xa. Yêu yêu đương đương hả? Hai tay nắm chung một cọng rau ha. Yêu đương quá mà. Tôi là gì? Đặt hứa hẹn. Đúng là nồi nào úp dùng đó mà. Gu tầm gu mã tầm mã. Bực cái mình nè. Châu. Ủa? Ngồi lẩm bẩm gì vậy con? Ba bác. Dạ. Cái gì đâu mà có vẻ tức giận quá vậy? Dạ đâu có, đâu con nhẩm chuyện bên công ty mà. À thôi, trời ơi, ba cái chuyện bực mình công ty rồi bực hà rầm luôn, suốt đời luôn. Thôi đừng để ý chi cho mệt nè. Dạ. Cho bác hỏi nha. Dạ. Con chơi thân với Huệ đúng không? Huệ hả? Ừ. Dạ. Con thấy con bé đó làm sao? Cũng khá thân với con. À. Bạn thấy con nó phiền lắm. Gì phiền? Con thấy Huệ nó hiền. Trời ơi, phát âm cho nó chuẩn mà khuyên ta hiểu lầm. Dạ. Vậy là ngon lành rồi. Vậy là yên tâm rồi nè. Yên tâm vụ gì bác? Ờ thì nói chung là bác định cưới vợ cho thằng Tuấn nhà bác. Đó. Ờ thì đó, ý là bác định cưới Huệ cho thằng Tuấn á. Bác cưới Huệ cho anh Tuấn? Ờ. Trời ơi, tính tình nó vậy không cưới mới là lạ. Huệ cho anh Tuấn. Hiền Tuấn nó lớn rồi mà bác có mình nó à. Giờ cưới vợ cho nó để có cháu hữu hỷ. Có gì đâu mà con ngạc nhiên như vậy. Mà sao tự nhiên nghe cái mặt tái mét với con? Dạ chắc sao? Con ngồi ở đây nãy giờ bị
Trúng gió. Trúng gió? Dạ, bác về trước. Ờ, thôi thôi, về đi. Về về nghỉ ngơi đi con. Trời, nắng chang chang gì. Đổ mồ hôi cha, đổ mồ hôi con mà nó nói trúng gió. À, tự nhiên mặt tái mét hả? Hiểu rồi nghe. Nhưng mà nhà này là có dâu rồi ha. Đừng có mà. Đừng có mà gì ba? Mà gì? Ba mới nói đó, con mới hỏi ba nè, đừng có mà gì. Ờ thì gì ạ? Ba nói chuyện với ai ạ? Ờ thì ba nói chuyện mình ba thôi. Nhiều khi già lớn tuổi ngồi tự nói chuyện với mình là chuyện bình thường. Vậy hả ba? Dì Lung nói đúng mà. Ba con có tuổi rồi. Nên hay nói chuyện mình. Vậy là không ổn đâu ba. Ờ thì thật ra là ổn con. Ba nói chuyện với Châu mới vừa xong nè. Nói chuyện với Châu hả ba? Châu đâu rồi ba? Nó bỏ về. Tự nhiên trời nắng rồi nó trúng gió bỏ về. Ồ, ba nói gì với Châu vậy? Thì ba có nói gì đâu. Ba nói là ba cưới vợ cho con. Đó. Cưới vợ cho con? Ừ. Vợ con đâu ra? Thì ba nhắm rồi. Ba nhắm một người vợ tương lai cho con rồi. Tuyệt vời luôn. Ba, nhưng con không quyết định, con không cưới. Ba muốn cưới ai ba cưới đi. Ê, cái gì kỳ vậy? Nè 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 nè, đi đâu đi nha. Nhưng mà phải nhớ nha, áo mặc là không được qua khỏi đầu nha. Cha mẹ đặt đâu là phải ngồi đó nha. Châu. Châu cái gì mà Châu không có nghe cái gì hết á. Anh không biết ba nói cái gì. Ba nói cái gì là chuyện của ba anh. Anh không có ý đó. Anh không có ý đó hả? Chứ anh ý gì? Anh nắm tay nắm chân người ta, hứa hẹn tương lai các thứ. Không ý đó chứ ý gì? Đâu có phải đâu. Anh chỉ hứa hẹn một mình em thôi à. Anh đừng có xạo nữa. Em thấy rõ ràng ha. Hai người lặt rau với nhau, rồi nói chuyện vui vẻ. Giờ kêu là không có gì là không có gì. Cái chuyện lặt rau nhà anh đó hả? Ừ. Không phải đâu, hiểu sai ý của anh rồi, không có. Không mệt quá. Châu à, nghe nói đi. Không, không nghe phải, anh không có ý đó mà Châu. Buông ra coi. Anh xin lỗi mà anh không có ý đó Châu à. Ba má. Châu. Đá gì mạnh như vậy trời? Anh Tuấn bị bừa đá hả? Chọc quê nữa hả? Vậy chứ gì nữa. Nè em giải thích cho nghe nha. Chị Châu là bồ của anh. Chị Châu đá anh thì là bồ đá. Ê, đến vậy. Nhỏ này chọc quê nữa hả? Sống cốt tôi giờ hát tay lôi chuyện cũ mãi vui cứ đôi nhau xây ra không thôi. Sống cốt tôi giờ chiếm gió đông mà vẫn bao dòng ôi ra mà xây ra chất chồng la 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 bao nhiêu lâu mới vui bên nhau la 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 bao nhiêu lâu mới thôi âu sầu.